Đề 3, mở ra xong rồi, sale S liền. File sale S, lưu số máy. Ổ đĩa cán bộ coi thi yêu cầu. Thường là ổ đĩa mà có số ha. Này là S 100060. Rồi tắt chức năng kiểm tra chính tả văn phạm tiếng Anh, file option, rufin, bỏ những checkbox này hết cũng được, không sao. Ok. Rồi mở cây thước ra, view ruler. Cây thước đơn vị đo là in, phải đổi đơn vị đo, file option. Advanced. Dưới này có đơn vị đo là in nè, giờ đổi lại đơn vị đo là cm. Ok. Rồi câu 1.1, mở hộp thoại bay setup up làm luôn cho nó gọn. Tất cả các lề đều hay. Gõ số thì không gõ đơn vị đo. Paper, tab paper, cỡ giấy A4. Ok. Rồi bây giờ cái này nó có normal, văn bản thường. Heading 1, đề mục cấp 1. Heading 2 đề mục cấp 2, heading 3 đề mục cấp 3. Cô modify theo đề thi. Mở hộp thoại style ra dễ nhìn hơn. Show review để xem trước cái định dạng mình đã sửa như thế nào ha. Show review. Rồi, modify normal. Phông chữ Arial. Cỡ chữ 11. Regular là không đậm, không nghiêng, không gạch dưới, màu automatic. Alignment justify là canh đều hai bên. Rồi left bằng right bằng 0. Paragraph left bằng right bằng 0. Special none khoảng cách dòng single. Before 0BT, after 6BT. Ok. Ok. Rồi modify heading 1. Phông chữ Arial. Cỡ chữ 14 đậm all cap, tất cả đổi thành chữ qua thì trong đây không có. Mở hộp thoại như chỗ này, format phông, đánh dấu all cap, tất cả đổi thành chữ qua. Ok. Màu đỏ canh trái, left bằng right bằng 0. Paragraph left bằng right bằng 0. Special none khoảng cách dòng single. Cái này 12BT. Cái này cũng 12BT. Setting tô nền màu vàng nhạt. Tô nền màu vàng nhạt. Ok, cái này để đóng lại. Và mở hộp thoại border để tô setting. Setting màu vàng nhạt. Ok. Rồi, ok. Nè, heading của cô màu vàng nhạt ha. Heading 2. Heading 2 ở đây nha. Chú ý khi mình sửa, mình chú ý à. Coi mình sửa có bấm nhầm cái gì không. Style heading 2. Style heading 2. Phông chữ Arial. Cỡ chữ 13. 13 không có trong danh sách này, phải gõ 13 rồi enter. Đậm, bold là đậm, màu xanh. Cô coi màu xanh nào. À, màu xanh giống cô, đậm hơn xíu. Đậm hơn một xíu. Rồi màu xanh đậm. Canh trái. Canh trái lép bằng rai bằng 0. Không. Special none khoảng cách dòng single. Này 12BT. Này 6BT. Ok. Ok. Rồi heading 3.
phông chữ Erio, cỡ chữ 12, đậm, màu tím, canh trái, lép bằng rai bằng không, special nông 6BT và 6BT, khoảng cách dòng single, ok. Ok, rồi cô đã modify các style normal, heading 1, heading 2, heading 3 theo đề thi rồi. Bây giờ cô áp dụng định dạng. Cô anh đây cô thấy nè ha. Cái heading 1, người ta may mắn là người ta tô màu đỏ hết tất cả các heading 1. Cho nên cô đứng đây ha, cô chọn tab home. Chỗ này có select, chọn tất cả văn bản có cùng định dạng màu đỏ đó đó. Xong rồi list vào heading 1 ha. Rồi, cái này là heading 2 nè. Chọn tất cả văn bản có màu xanh đó, tất cả văn bản có cùng định dạng với cái cô đang đứng, và chọn heading 2. Rồi coi heading 3 là cái nào. Nhập chỉnh sửa văn bản, trình bày trang là nhấp đôi lên ha. Vậy thì heading 3 màu tím nè, đứng đây, đứng trên chỗ màu tím đó, chọn tất cả văn bản có định dạng giống như vậy. Rồi chọn list, chọn heading 3. Cô đã định dạng theo heading style rồi thì nó có cái navigation band nè ha. View navigation band nó hiện các heading nè. Bây giờ cô cho số tự động cho các heading. Câu 1.2 level 1 thì nó có chữ phần 1, phần 2 vân vân. Level 2 là 1.1, 1.2, level 3 1.1, 1.1, 3 số tự động ngoài trước. Vậy thì cô đứng trên cái heading 1 đầu tiên, nhấp đôi vào cái này nè, nó lên cái đầu tiên ha, đứng trên cái heading 1 đầu tiên cho nó dễ nhìn. Tab home multi level list này, chọn heading mà có số tự động ngoài trước, heading 1, 2 đến 9 có số tự động ngoài trước. Rồi bây giờ cô mới chỉnh lại theo câu 1.2 bằng cách vô define new multi level list. Level 1 chèn trước số 1 là field code á, chữ phần. Gõ chữ phần, gõ tiếng Việt. Tìm Unikey, cô thấy dưới này không có nè ha, thì gõ tiếng Việt không được đâu. Mở này ra. Nếu có nút tìm kiếm thì bấm UNK UNIK, còn không thì cuộn nè. Tới chữ U. Đây, Unikey. À, rồi, nó chữ V thì gõ được tiếng Việt. E vậy là không gõ tiếng Việt được nha. Click chuột trái đó về chữ V. Rồi coi kiểu gõ, cô thích gõ kiểu Vani. Rồi cô gõ chữ phần. Đằng sau phần 1 có dấu chấm. Rồi chỗ này không, chỗ này cũng không. Theo sao số với khoảng trắng space, more follow number with space với khoảng trắng. Rồi level 2 1.1 chấm nữa. Rồi theo sao số với khoảng trắng. Chỗ này là 1 cm, 1 cm. Rồi level 3. Nếu mà các bạn nào quên đóng lại thì mở lại define new multi level list cũng được ha. Rồi 1.1.1 có dấu chấm. Theo sao số với khoảng trắng luôn. Chỗ này là 2 cm. Chỗ này là 2 luôn. Ok. Rồi cô đã có số tự động hết rồi đó. À, cái này mở ra coi nè ha. Đó. Rồi cô mở cái Word tham khảo ra cô coi. Cô định dạng y vậy. Cô quan sát cái này.
À, cô coi cái header nó, số máy đang sử dụng nè ha, dưới này trang, còn phần thi Microsoft Word, Word nâng cao. Vậy nên không cần ngắt session. Còn dưới này mục lục thì nó không có header, không có footer, cho nên chút nữa chỗ này mình ngắt nó thành một session riêng ha. Rồi vậy thì đầu tiên là ôn tập Word nâng cao là Word ạt. Insert Word ạt, nó chính xác là cái này. Rồi cô chọn, sẵn đang chọn đường biên đó, tab home giảm cỡ chữ nó. Rồi chọn format transform đổi dạng. Nó là dạng này ha. Rồi con chó nè, wrap text top and bottom đi. Cho nó văn bản ở trên hoặc ở dưới thôi. Nội dung gồm các phần. Rồi cái quật ạc này nè, cô thấy là họ tô nền ha. Chọn format thùng nước sơn đổ vô cái shape xì tai á, shape xì tai thùng nước sơn đổ vô. Nội dung gồm các phần, dưới này là smart ạc. Cô chèn vô smart ạc dưới đây. Insert smart ạc. À, nói dưới này. Nó là cái này ha. Rồi cô mở này ra cô gõ. Cái này là số 1. Rồi dưới này là trình bày trang. Rồi chỗ này thì ấn Shift Tab cho nó ra nè, số 2 ha. Dưới này ấn Tab cho nó thụt vô nè ha. Mail mở. Rồi cái này Shift Tab cho nó ra nè. Shift Tab thì nó ra ha. Rồi cái này thì nó là gì? Form. Những cái dưới này bỏ, dòng dưới này nè, quét chọn delete, delete backspace. Rồi cô đóng lại. Giờ cô định dạng cho nó giống vậy. À, đổi màu, lấy cái này. Rồi bây giờ cô mới đổi smart style, smart style cái này ha. Giờ cô chọn cái này thôi, cái shape trình bày trang á, format đổ thùng nước sơn màu cam vô. Tương tự cái này, chọn cái shape chứa cái chữ mail mật đó, đổ thùng nước sơn màu xanh. Rồi cái này đổ thùng nước sơn màu tím, tím. Ok. À, cái này nó wrap text dạng nè, cái này nè, cái này wrap text dạng dạng gì, inline with text, cho nên nó như một ký tự nằm trên dòng với ký tự, cho nên muốn nó canh giữa đó nắm kéo không được đâu. Mà cô đặt điểm chèn này là giống như là cái ký tự bên phải nè ha. Cái cô bấm nè ha, bên phải nó nè, cô bấm canh giữa thì nó vô đến giữa à ha. Rồi trình bày trang, bây giờ chỗ này nó hơi lạ xíu nè. Tuổi trẻ chia hai cột, cô bôi đen. À còn những cái bullet nữa, quên mấy cái bullet này chút nữa cô làm cho nó nhanh ha. Bây giờ thì cô chọn cái này, cho chữ lại màu đen. Rồi cô chia cột bay layout, có đường chia ở giữa, more column hai cột và có line between. Ok. À, chia cột xong mới làm rớp kép.
quét ba chữ TTA nè, nó rớt ký tự đầu đoạn, rớt kép option, rớt trong đoạn, rớt hai dòng thôi. Rồi định dạng cái chữ rớt kép đó, nếu còn thời gian này đi, nó là ha. Rồi bây giờ cô chèn vô cái hình, chèn hình đây cũng được, chút nữa kéo xuống insert picture. Mở cái này ra để coi cái hình nào cho đúng nè. Ha. Hình Dương Quang Thiện. Insert. Cái này có picture style, nó là hình oval. Cái hình này làm vậy dễ hơn nè. Chứ chọn cái hình này nó không có picture style, mắc công mình định dạng lắm. Cái hình Dương Quang Thiện thì làm vậy dễ hơn. Ha. Insert cái shape mà cái ellipse nè, oval rồi cô bỏ nó vô đây. Xong rồi format thùng nước sơn nè, thay vì cô tô nền bằng màu thì cô nền bằng cái hình picture. Ok rồi, giờ cô mới chọn wrap text, thay văn bản thắt chặt vào cái hình, văn bản thắt chặt vào đối tượng. Rồi vậy bây giờ mang ra nè, cái đường kẻ này nó nằm trên cái hình, vậy cô làm sao? Bring forward, mang ra, bring from up test ha. Rồi cái màu như thế này nè, nếu giờ mình đổ thùng nước sơn vô không được đâu, mà phải làm vậy. Cho chữ nhỏ lại xíu hả? Cho cái này nhỏ lại xíu để nó kéo lên, nhỏ lại xíu nữa cho nó kéo chữ hết lên. Rồi cô thu nhỏ này lại bớt nè, để cho nó kéo cái kia lên. Đó, thu nhỏ lại bớt cái này thì cái này nó kéo lên cho cái hình, cái này nó vừa dặn thế đó, còn thời gian mới làm nha, còn không thôi là chỉ cần biết những cái định dạng đó là được. Rồi bây giờ để tô màu cho cái này thì chèn vô cái shape hình chữ nhật. Chèn vô shape hình chữ nhật, và đổ thùng nước sơn màu vàng nhạt. Xong rồi send behind, chỗ này nè, send backward, send behind test. Rồi cái hình này thì có caption, reference, insert caption, label hình. Ở đây label nó chỉ có table feature equation thôi, cho nên mình new label, gõ chữ hình vô. Ok, không có số nha, số nó tự cho. Rồi hình 1 chấm một cái ông Dương Quang Thiện. Ok, canh giữa. Cái này kéo xuống cho nó phủ hết cái này nè ha. Đó. À bây giờ cái này tắt border nè, outline á, cái đường này no outline. Rồi bây giờ cái table thì cũng chọn nó. Xong rồi insert table, convert table text to table. Anh cô chọn nhiều quá,
cô chỉ chọn vừa đủ cái bảng này thôi nha. Nãy cô chọn xuống phần mail mật luôn cho nên nó làm không được. Rồi chọn tới đó thôi. Insert table, convert text to table và chia những cái cột tại những cái phím tab. Trong đó đó người ta có những cái phím tab đây nè, cho nên nó chia cột đó. Ok ha. 5 cột 7 dòng. Ok. Thành cái table. À quên nữa. Layout auto fit. Nhưng à nó nguyên dòng vậy đó. Rồi. Cũng có tô màu giống như đây nè. Cô chèn vô cái shape, insert shape hình chữ nhật á. Cô cũng bôi. Xong rồi cô tô màu xanh. Xong rồi cô mang nó ra. Send behind test. Bây giờ cô mới chọn cái table để cô định dạng cái table chữ màu đen. À, rồi thùng nước sơn màu trắng đổ vô cái table ha. Ở dòng trên này thì đổ thùng nước sơn màu cam vô. Thùng nước sơn màu cam vô trên này. Chỗ này thùng nước sơn màu vàng. Rồi tất cả những cột này đều canh giữa. Quét chọn hết nè, canh giữa. Hết rồi. Cái sếp này thì xóa cái outline đi. Format outline no outline. Rồi cái table á nó có caption. Cô chọn nè. Chọn table. Reference insert caption. Label là table không có, label là bảng không có, cho nên new label bảng. Ok. Bảng 1 chấm ứng dụng table. Rồi ok. Canh giữa. À, cái này cái table có sẵn rồi. Vậy thì cái này cô chọn cái này. Rồi cái table này nè, cô thấy là kéo cái độ rộng cột này vô. Ha. Xong rồi. Chọn cái này, tất cả đều canh giữa. Home, canh giữa này cũng được. Canh giữa. Chọn văn bản á. Canh giữa. Rồi, ở trên này nè, cô thấy nên cell alignment cho nó đẹp. Cell alignment canh giữa chiều ngang chiều dọc. Tuy nhiên không được ha, kệ nó. Rồi dưới cái table nó có caption nha. Table có caption chèn vô là bảng 1 ứng dụng table. Chỗ này không có caption. Định dạng này thì rồi. Bây giờ tới dưới này kết xuất yêu cầu mail mật. Phần 2 mail mật. Yêu cầu rồi thực hành. Rồi chỗ kết xuất này thì có cái hình cô chèn vô. Insert picture. Nó là cái này. Xong rồi cô chọn cái picture style. Picture style. Nó là cái này. Rồi cô thu nhỏ lại. Cho nó vừa bên đây ha. Rồi cái này thì có caption, chọn nó. Cái này có caption, insert caption. Hình label là hình. Hình 2.
Dạ thì insert picture nó là cái này, và nó có picture xì tai, nó là cái này, thu nhỏ lại bớt rồi hết rồi. Bây giờ cô mới định dạng bullet bullet nha. Cái này bullet không có trong thang điểm nhưng mà phải làm thôi, nó trừ điểm chắc vậy quá. Chỗ này nhập nội dung. Rồi bullet. Cái này ha. Xong rồi định dạng. Bấm F4 lặp lại hành động mới vừa rồi. Chèn ký tự đặc biệt. Bấm F4 lặp lại hành động mới vừa rồi, tổ chức trang. Khỏi mắc công rê lên đó tìm, bấm F4. Lặp lại hành động mới vừa rồi. Tổ chức trang. Bấm F4. Chèn hình ảnh ba cái này. Bấm F4. Làm một thứ cho nó nhanh. Rồi chỗ này, đây là yêu cầu hai cái này bấm F4. Ở dưới này tạo rớp kép phân cột F4. Rồi hai cái này thì cũng bullet giống vậy, cho nên cô lặp lại hành động mới vừa rồi. Thu này nhỏ lại nữa để nó kéo kia lên. Ồ. Cái table nằm bên kia ha, không sao, qua trang không sao, kệ nó. Vậy thì cô có thể cô kéo này ra cho nó đẩy cái table qua bên kia. Đẩy table hết qua bên kia luôn. Còn không thì đứng đây nè, bấm bấm Control Enter qua trang. Rồi phần mail mở chỗ này có cái hình, chỗ này cần nắm vững các kỹ thuật, chỗ này có bullet. Thực hành yêu cầu, chỗ này có bullet F4 lặp lại hành động mới vừa rồi. Rồi chỗ này kết xuất lặp lại hành động, F4 lặp lại hành động mới vừa rồi. Phần form ba cái này bấm F4. Này thực hành tạo table phù hợp. Mới vừa rồi cô tạo bullet thì cô bấm F4 lặp lại hành động mới vừa rồi cho đỡ tốn thời gian mà. Ha, chèn các ký hiệu bấm F4. Rồi mấy cái kia nó khác á. Hoặc là copy định dạng, làm sao cũng được hết, mình thấy cái nào mình làm nhanh thì làm. Rồi, hết. Bây giờ mới coi những cái bullet khác nè. Tốn thời gian ha, hay là cô làm ngay chỗ chỗ này. Ba cái này thì bullet dạng dạng này ha, và bấm tab cho nó thuộc vô, bấm chỗ này đi, chỗ này nè, bấm chỗ nút này nè là nó thuộc vô á ha.
ra nè. Rồi. Tên môn. Và bấm tab cho nó thuộc vô, đứng ngoài này nè. Bấm tab thuộc vô. Định dạng điểm thi, copy định dạng nè. À, chỗ này họ tên công việc thì nó là bullet. Học sinh sinh viên công nhân viên chức cũng là bullet, dạng hình vuông. Hình vuông ở đây không? Đây có. Rồi bấm tab cho nó thuộc vô. Bấm chỗ này nè ha. Đó. Rồi chọn khóa học, copy định dạng này xuống. Đây. Nhấp đôi hai lần á thì sẽ copy paste được được nhiều lần. Rồi copy định dạng cái này, đứng đây. Copy định dạng và quét xuống đây. Tiếng Anh cơ bản. Rồi bây giờ cô làm cái mục lục. Cô làm header footer trước. Quan sát thấy số máy nè. Trang đầu tiên là số máy. Rồi các trang khác là phần thi Microsoft Word. Vậy thì insert header. Edit header. Đánh dấu different first page để trang đầu tiên khác cuộn lên trang đầu tiên. Trang đầu tiên ghi số máy. Rồi ở dưới thì có đánh dấu different first page nha, quên, cô quên á. Nãy đánh kia chứ chắc là cái session khác á. First page header là số máy ở dưới này. Rồi page number current position đây. À. Rồi kẻ đường tab home border. Border and setting. Chọn đường. Độ dày cho đường. Màu cho đường. Tùy cái đề nó như thế nào thì chỉnh chỗ đó ha. Rồi ok. Bây giờ các trang khác thì phần thi Microsoft Word. Rồi bên đây là ôn tập Word nâng cao. Kẻ cái đường bottom nó nhớ đường mới vừa rồi á, cho nên không cần vô hộp thoại. Copy cái số trang này xuống nè. Ctrl C khỏi phải làm ha. Ở đây Ctrl V. Thấy nó xuống dòng thì bấm backspace lôi nó lên. Rồi hết rồi, vậy thì cô ngắt session nè. Để cái dưới đây nè. Cái mục lục nó không có header footer cho nên cô đứng trên đóng lại đi, mở ký tự không in được ra để chỗ này nữa ha. Bay layout cô để cái phím enter cuối cùng đó. Rồi next bay qua đây là cái session khác, mở cái thanh trạng thái session ra coi nè, nó là session 4 rồi ha. Rồi khi mình xóa header đây thì bỏ nút link to reverse trước khi xóa, không liên kết với session trước nha. Rồi bỏ đi thì nó không ảnh hưởng tới dưới. Footer cũng vậy,
bỏ xuống đây, xóa nút link to reverse, bỏ nút đó trước khi xóa. Rồi vậy thì cái trang này nó không có header footer. Rồi chèn vô mục lục. Rồi reference table of content, insert table of content, mục lục đến heading 2 thôi. Phải không? Show level 2, ok. Rồi tương tự mục lục hình, đổ thùng nước sơn vô nè. Cánh giữa, copy này xuống. Rồi mục lục hình chứ không? Mình có cái table cũng có caption đó, cho nên chú ý chỗ này, reference table insert chỗ này nè. Table of feature ha. Và caption label, nếu muốn là mục lục cho bảng thì chọn bảng, muốn là mục lục cho hình thì chọn hình. Rồi ok. Rồi hết rồi. Ồ cô có cái hình cô quên caption. Vậy thì cô xóa cái này ha. Có cái hình cô quên đặt caption là hình 3. Rồi, reference insert caption hình 3 là gì? Mẫu form đăng ký học ngoại ngữ online. Nhân dân rồi ok. Cánh giữa. Rồi dưới này chèn vô một lục hình reference chỗ này. Và caption label nhớ chọn hình, tại nó có cái table, cái bảng đó ha, chọn hình rồi ok. Nó có ba cái hình. Hết rồi. Coi nay còn gì nữa không? Một lục và danh mục hình. Ha, header, footer rồi picture, caption. Chỗ cái này nè. Ha, chữ outline. Nếu muốn làm lúc cho nhanh thì chọn cái này. Xong rồi tab home có chữ outline nè. Rồi chọn cái này. Hết.